trai Say Hi chính thức lên sóng vào tháng 6 năm 2024. Xin thưa xin gửi lời chào đến khán giả của Anh Trai Say Hi. Xin chào tất cả các khán giả của chương trình Anh Trai Say Hi. Captain Boy Better đây. Thôi là con sôi mặn là gì? Hả? Sôi mặn là gì? Được. Không, không, ai sắc nhiều thì sắc muối đấy, đúng không? À, quá. Thật ra tôi biết của em sâu, tại sâu quá nên nó lặn thôi, là tụi anh tìm không được thôi. Xin tuấn kiệt xin gửi lời chào đến khán giả của Anh Trai Say Hi. Đến với chương trình, Dinh Tuấn Kiệt đã đề ra những kỳ vọng gì đối với bản thân? Khi mà Dinh đến với Anh Trai Say Hi, cái điều đầu tiên đó chính là mình muốn show cho khán giả thấy được những cái điều mà trước giờ có thể là mọi người chưa thấy ở Dinh Tuấn Kiệt. Học hỏi tất cả các anh em nghệ sĩ, những cái hay của họ để mà bổ sung vô những cái điểm mà mình chưa có được tốt. Bạn đã tập luyện như thế nào trước khi đến Anh Trai Say Hi? Lên phòng tập nhảy nhiều hơn so với trước, là đến phòng tập khi mà mình chuẩn bị đi diễn là mình sẽ ôm lại bài, hay là mình có những cái bài nhảy mới thì mình mới lên luyện tập. Còn bây giờ có những ngày rảnh mình cũng đi lên luyện tập, tăng số buổi học thanh nhạc nhiều hơn, và ở nhà thì mình cũng tự rèn luyện piano cũng như là đàn guitar của mình. Khả năng diễn xuất, kinh nghiệm trình diễn sẽ giúp ích cho bạn thế nào trong chương trình? Đó cũng được coi là một ưu thế của Jin, vì Jin có thể hoạt động ở hai lĩnh vực, vừa là ca sĩ vừa là diễn viên luôn, cho nên là khi mình lên sân khấu sẽ biết diễn xuất như thế nào để cho lợi góc máy chẳng hạn, hay là góc mặt của mình như thế nào đẹp nhất, thần thái như thế nào là tốt nhất. Chương trình có rất nhiều bạn trẻ, bạn có tự tin khi bước vào cuộc chơi với họ không? Tự tin chứ. Jin cũng còn trẻ mà. Nếu cùng sở trường với nhau, Jin Tuấn Kiệt có sẵn sàng nhường các bạn một bước không? Jin nghĩ thì trong một cái tiết mục, ví dụ như có Jin với lại một người nữa cùng cái sở trường, thì mình sắp xếp, mình chia sao cho tất cả sẽ có cái thời gian cũng như là có cái điểm để mà cả hai cùng tỏa sáng được trong cái tác phẩm, trong ca khúc đó. Khi làm việc team, Jin Tuấn Kiệt có tự tin sẽ giải quyết được các vấn đề phát sinh? Tự tin chứ, thực ra là có một cái điều mà có thể là mọi người ít biết. Đó chính là hồi xưa Jin cũng có từng hoạt động cho một nhóm nhạc. Lúc đó Jin mới 17 tuổi thôi, cũng khá là lâu rồi. Bây giờ mình cũng sẽ lấy những cái kinh nghiệm mình đã từng hoạt động áp dụng tiếp, và mình cũng học hỏi thêm những người đàn anh giống như là anh Isaac, cũng là một người thâm niên hoạt động trong một nhóm nhạc rồi. Đó, mình sẽ học hỏi. Bạn thấy ai là đối thủ mạnh nhất của mình trong chương trình? Ai ta? Rồi tới bây giờ vẫn chưa thấy. Tại vì Jin thấy là gần như là anh em chơi với nhau rồi rất là thân thiết, cho nên là cũng chưa nghĩ là ai sẽ là đối thủ của mình. Nếu mình phải là có đối thủ thì Jin nghĩ tất cả các anh trai đều là đối thủ luôn. Tại vì ai cũng có những cái khả năng, có những cái tài riêng của mình đó. Mục tiêu cụ thể khi đến Anh Trai Say Hi là thứ hạng bao nhiêu? Nếu mà nói nhất thì chắc chắn là ai cũng muốn hạng nhất rồi, đúng không? Tại mình tham gia một cái cuộc thi nào đó thì ai cũng thích hạng nhất. Nhưng mà nếu mà chọn con số á, thì Jin thích là con số 6. Tại vì 6 là lộc đó. Jin thích những cái gì đó liên quan tới phong thủy. Thì cái tâm thế khi mình bước vô chương trình này, mình cũng có gì đó nó phong thủy một chút xíu. Ai sẽ là đối thủ cạnh tranh con số 6 may mắn đó? Nhiều lắm nha. Ví dụ như đây, cậu em này. Đây là một cậu em dắt Jin rất nhiều. Mình tưởng là anh em mình sẽ hợp tác với nhau, nhưng mà cuối cùng cậu em này là người dắt mình đi từ bất ngờ này cho tới bất ngờ khác. Xin chào tất cả các khán giả của chương trình Anh Trai Say Hi. Captain Boy Better đây. Điều gì đã khiến bạn quyết định tham gia Anh Trai Say Hi? Như bản thân Captain cũng đã định hướng từ đầu, đó chính là khi tham gia Anh Trai Say Hi sẽ trở thành một hoàng tử R&B các bạn ạ. Đây sẽ là một cái thử thách và cũng là một phương tiện để Captain thể hiện khả năng của mình nhiều hơn. Hãy thành công trước tuổi 25. Captain rất là mong muốn bản thân mình sẽ nhiều bài hit hơn và cũng có thể là đoạt được một số những cái giải thưởng. Và mình nghĩ Anh Trai Say Hi sẽ là một chương trình có thể rút ngắn quãng thời gian để mình thực hiện được cái thành công đó. Tại sao lại là tuổi 25? Đối với mình, tuổi 25 sẽ là một cái quãng độ tuổi đẹp nhất của con người. Khi mà mình có một độ chín, ổn định về mặt kinh tế, ổn định về tất cả mọi thứ, thì tuổi 25 mình sẽ có thể làm mọi thứ một cách thoải mái hơn. Ví dụ như là mở một cái concert riêng này để cho các bạn khán giả cùng đến enjoy cùng với Captain Boy. Captain nghĩ mình sẽ nâng cấp những kỹ năng nào để đối đầu với các anh trai? Quá nhiều anh trai tài năng các bạn ạ. Nên Captain Boy nghĩ là mình sẽ phải nâng cấp tất cả các kỹ năng của mình. Nhưng đặc biệt đó chính là kỹ năng nhảy này, làm việc nhóm chẳng hạn. Các anh trai sẽ giúp Captain Boy trau dồi trong việc hoạt động nhóm. Là người nhỏ tuổi nhất chương trình,
nếu được làm nhóm trưởng, Captain có tự tin mình sẽ giải quyết được mọi vấn đề của các anh lớn không? Captain Boy tin là Captain Boy có thể làm hoàn toàn tốt trách nhiệm của công việc này. Bởi vì mình cũng đã có kinh nghiệm làm việc nhóm, mình cũng là một người dĩ hòa vi quý và rất là yêu sự đoàn kết. Nếu như hai người có cá tính mạnh trong team bất đồng quan điểm thì Captain giải quyết thế nào? Khó vậy ta. Nếu mà trong team của em có hai người có cá tính mạnh xảy ra quan điểm bất đồng thì em sẽ bắt hai người đó phải ngồi xuống nói chuyện với nhau, yêu thương nhau, thậm chí là ôm ấp nhau trước khi giải quyết vấn đề, trước khi kết thúc vấn đề luôn, để cho mọi người hiểu được cùng tham gia chương trình. Mục tiêu của chúng ta là sự kết nối, nên là không có gì mà chúng mình không giải quyết được trong chương trình cả. Nếu team đối thủ lục đục thì sao? Nếu mà đối thủ bất đồng quan điểm thì Captain Boy sẽ đứng sau kick back và có thể là ủng hộ, để cho gọi là đội của Captain vâng, một chiến thuật dĩ hòa vi quý và rất là yêu sự đoàn kết. Nếu ở nhà chung, Captain muốn ở với ai nhất và không muốn ở với ai nhất? Cá nhân Captain thì là một người dễ nuôi, dễ sống, dễ ở, dễ ăn, nên là Captain nghĩ là mình ở với bất kỳ anh trai nào cũng được. Nhưng sẽ có một người mà quen ở với Captain hơn, đó chính là Ryder. Một người mà Captain không muốn ở chung, đó chính là không có anh trai nào cả. Nhưng Captain đoán Ryder chọn ở chung với ai? Nếu mà em đoán là Ryder sẽ chọn ở chung với cả là một cái bạn mà tên là Captain Boy đúng không chị? Captain có áp lực khi đối đầu với các anh trai đã dày dặn kinh nghiệm không? Là một người trẻ tuổi chưa có nhiều kinh nghiệm, khi đến với chương trình thì Captain có thể trau dồi bản thân mình hơn. Vì trên cuộc đời này sẽ không có một ai là hoàn hảo cả, nhưng mà mỗi ngày mình hoàn thiện bản thân mình hơn. Em sẽ cần phải chứng minh nhiều hơn, phải năng nổ hơn, em phải xông xáo hơn. Và đặc biệt là cho mọi người thấy được cái quan điểm của một cậu nhóc, tuy là nhỏ tuổi nhất chương trình nhưng mà về tư duy thì cũng chưa chắc nha. Captain rèn luyện tư duy âm nhạc bằng cách nào? Hồi đầu thì em không biết làm thế nào để có thể cập nhật cái tư duy của mình liên tục. Chỉ nghĩ đơn giản là mình sẽ nghe nhiều nhạc mới hơn, làm quen với nhiều anh em hơn, nhưng mà cũng không hẳn. Sẽ nằm vào cái việc là kinh nghiệm và mình chịu khó phân tích, mình mầy mò, đi tìm nhiều ứng dụng nghe nhạc, sẵn sàng đối đầu với những cái thử thách mới nhất. Phải làm nhiều thứ hơn để mình có những cái trải nghiệm, để mình rút kinh nghiệm. Yes. Mục tiêu cụ thể khi đến anh trai Say Hi là thứ hạng bao nhiêu? Tất nhiên là khi tham gia chương trình, không ai muốn thứ hạng của mình sẽ nằm ở best bảng. Nhưng slogan của em đến với chương trình đó chính là làm hết hơi, chơi hết nấc, sống là phải chất, mà được giải nhất thì càng vui. Em sẽ không trả lời đó là thứ hạng gì đâu, tại vì là... Bạn sở hữu những tố chất gì để hướng đến thứ hạng đó? Em nghĩ là để đạt được thứ hạng cao nhất, chưa nói là về phần tài năng, mà đầu tiên đó chính là về phần ý thức kết nối tất cả mọi người. Và phải đánh đổi thời gian, đánh đổi sự tập luyện, những cái khó khăn, những cái áp lực mới ngồi được vào vị trí mà khó nhất và cao nhất. Captain hãy gửi lời thách đấu với các anh trai còn lại. Khi mà tham gia chương trình thì Captain Boy sẽ không sợ điều gì phải mất. Thế nên là 29 anh trai hãy cẩn thận với cái ngôi vị giải nhất. Yes. Hãy thể hiện sự quyết tâm khi đến anh trai Say Hi. Là một người đàn ông, là một anh trai Say Hi, Captain Boy sẽ quyết tâm, quyết tâm, quyết tâm. Và sau khi nghe cái lời quyết tâm vừa rồi thì hy vọng là các bạn sẽ cùng ủng hộ cho Captain Boy ở chương trình Anh Trai Say Hi. Captain Boy tới đây. Tỉnh táo lên chơi xong. Tỉnh táo lên, đừng nghi ngờ lẫn nhau như thế, chưa có gì hết, chưa có chứng cứ. Ok, hôm nay hết. Sói muốn hòa bình. Sói muốn hòa bình má ơi. Sói đang mất rồi. Tỉnh táo lên. Mình ngủ đấy, ngủ mà còn du quá. Ngủ đây. Giờ đây thì kiếm sói ai? Sói anh Tú nấu á. Đi. Lần đầu ai cũng thế. Anh Tú có năm vai luôn. Cho nên thằng Cầm muốn cả bạn ok. Phải biết là gì biết được ấy chứ. Không. Thế này là mình vẫn bị chơi không đúng. Thấy chưa? Không, thế là kệ đi, kệ đi. Bạn ơi, bạn em không ưng không ư lên nè. Thôi thôi luôn. Tao thông báo đi, thông báo đi. Ok. Thông báo. Trong đêm hôm nay hai người chết. Ui. Thật luôn ấy. Anh Tú. Slash. Cái gì?
kìa, bỏ hết giấy này đi, cắn nhau ơi. À, 10 người tập đúng không? Đúng rồi, Dương cầm đi. Tôi khao khát hào quang. Cái vùng bên kia là nó hơi nguy hiểm nha. Ngồi cứ im. Sói sẽ có thể sẽ những lần quen nhỉ. Vòng 2 là cầm đấy. Anh không phải là sói đâu, anh thề luôn rồi. Trời ơi. Có tự nhiên giải thích. Tôi ơi. Có ta cười, có ta cái mặt rất nham hiểm. Chặt cho tôi. Em chỉ anh bay. Nguy hiểm đấy. Mọi người tính tới đây. Có 30 giây bị hộ. Hỏi bị hộ luôn. Cảm giác nó không được uy tín cho lắm. Vòng đầu nhá, chị đã soi một người. Soi em rồi, không chỉ nghe mà chị lại còn được đợi thêm một lần nữa. Để chỉ thêm, để cho chắc. Không phải đâu. Lộ đi, em không phải là sói. Anh có chức năng gì rồi, phải chơi chức năng. Người ta sơ chức năng người ta kìa. Là anh chỉ có chức năng cao thôi. Cảm ơn em. Mọi người không nhìn nhận được. Cho anh hỏi thì bắn đầu tiên ai giết Tú? Anh đoán đi. Eric à? Em nghĩ anh Eric. Đấy, xem tình anh em. Mày ơi, bà vợ đến đây là muốn bà vợ ai? Bà vợ ơi. Ok, bà vợ ngủ. Trong đêm hôm nay, có một người chết. Người đó là... Anh trai Say Hi chính thức lên sóng vào tháng 6 năm 2024. Cái gì đó là em nói em giết anh đã chết rồi. Tại sao? Tại sao? Thì tay trắng không biết giờ. Tại sao? Có bị cong không? Ôi, Dương, sao anh? Phản đối mạnh mẽ lên. Bảo vệ mình đi. Đó chỉ là một cái duyên thôi, em hiểu không? Con chim son đang tựa tựa em này chứ. Nói đến mùi cái em đừng mấy nữa. Em bảo ơi, đừng giết em anh John ơi. Không hề liên quan. Em tỉnh táo lên em. Anh lấy gì? Cuộc đời này quan tòa thì cũng phải có căn cứ. Không có một cái căn cứ thì chỉ có một câu nói duy nhất. Thế bây giờ anh là gì? Anh nói ra đi để cho mọi người giữ anh. Tại sao anh phải nói? Em không nói anh chết. Nói chung là em không phải là sói. Em là một người chức năng. Và vừa nãy em đã bị mất chức năng. Con sói phù thủy nó dương mất. Có hàm đạt rồi. Tháng 6. Rồi bỏ tết. Thôi Tú không chết à? Sao mà chết được? Sao lại vậy? Sao lại ngủ? Từ đây lên tiếng chim muốn soi ai? Nhanh lên. Soi tôi má ơi. Soi tôi này. Cái người mà từ nãy giờ mọi người bắn này. Rồi. Soi mạnh vô. Bắn hết vào đây. Nhận hết đây này. Anh ở vai phản diện đấy, anh thích vai phản diện đấy. Kiểu thế. Anh soi trắng. Là mình không được nhìn. Mình đừng nhìn. Không được nhìn nha mọi người. Rồi tới. Bị câm mà nói là bị chết luôn đúng không? Không. Nó đã tí. Thế là mà nói chuyện ra ngoài. Nhớ. Vừa nói chuyện ra ngoài mà. À, chứng tỏ là điều. Diễn, đây là diễn. Thế vừa bị nói, vừa nói rồi chết luôn. Chết luôn. Anh cũng phải để người ta chơi chứ. Ngủ đi nào. Bây giờ tôi được nói rồi đúng không? Đi ngủ rồi. Sự luôn. Đêm mình không bỏ. Sói dậy. Sói ơi dậy đi. Cho nên đây sói muốn. Dương Dật ngồi im không có ý kiến gì hết. Trạng hơn có thể là đấy là sói. Sao trạng hơn lại là sói ta? Chỉ là trạng hơn giống như một khi anh là bình thường thì anh chết, còn anh sống là sói. Không, không có chuyện anh là sói. Ý bạn này bị câm là nhưng mà vừa rồi ai là câm cả? Ai là câm? Em.
Em cầm đây luôn đó hả? Trời ơi. Thế của em khờ. Em là gì đây? Không. Hai bạn này một trong hai thôi, chắc chắn một trong hai thôi. Là chắc chắn rồi, ok. Ủa là sao? Tôi tự nhiên lại lôi ra anh. Em chưa hiểu. Đây không phải cầm. Thì bán này, bán. Anh chắc là sói hả? Mơ đi. Diễn thì sao kìa, nghe đi. Đi đâu em diễn thì sao kìa, đánh người ta. Người ta bảo vệ. Tổng thể nhìn phát ra đâu phải trong. Nếu mà người ta là bảo vệ, người ta phải nhận luôn. Mong người bảo vệ ai? Ồ, đấy chứ. Ủa, nhưng mà bảo vệ sẽ không vẫn câm bình thường à? Vâng, bảo vệ không chết thôi chứ, câm thì vẫn câm. Em bảo vệ. Đừng báo mộng, anh có cắt đi. Trên khuôn mặt anh ấy, nó đang hiện hai chữ CT, là viết tắt của sự chân thành. Văn vẻ giết. Đó, thì bây giờ anh ghi đây, hoặc là đây. Bạn giết thủy á? Bạn mà giết tôi ấy. Thủy á? Tôi cầm cái bình tôi uống phục phát. Tôi sống dậy này. Lộ luôn rồi đấy hả? Bạn mà chống tôi ấy. À. Tôi cầm cái bình đổ lên người. Phát đổ lên người tôi. Đó, bạn thấy quyền lực của tôi chưa? Quyền lực. Rồi, bây giờ tôi à. Bót. Rồi. Bạn ơi. Em cứu chị, bởi vì là chắc chắn là chị sẽ bị bắt. Bởi phát vừa xong ấy, chắc chắn là sói sẽ bắt chị, em cứu chị luôn. Bạn tỉnh táo lên. Đừng tham. Ê, bà đang từ bên này, bà đổ sang bên này. Bà đổ ngọt quá. Duy ơi, tỉnh táo Duy ơi. Con thích đi nào. Cái người đầu tiên nhận, bao giờ cũng là thật. Là anh vẫn thành. Cái người mà nhận thứ hai, bao giờ cũng là sai. Lại là thế, thế xong vừa nãy người này nhận sai hả? Vâng, này, từ cái khúc bạn bảo phù thủy cái tôi. Tỉnh táo lên. Một hai anh Tú lên sóng xuống chết. 1 2 3 từ từ nhá, từ từ đã. Khoan, 1 2 3 4 1 2 3 ok rồi buồn và không có gì phải buồn thì chúng ta vẫn không buồn, buồn thì cũng buồn một chút xíu thôi chứ không phải đến nỗi mà phải buồn hoài đúng không? Mưa nào mà hẫm tạnh. Khoan á, cái vấn đề mọi người tỉnh táo lên mọi người ơi, sao lại giết em một cách vô lý như thế? Chị trừ thủ sao giờ mình đi thôi. Không phải. Chị mình đi thôi. Xong rồi Beyond phiên bản toàn cầu miễn phí trải nghiệm tháng đầu tiên.